Hoa Kiển Thanh An xin kính chào quý khách nha. Hôm nay bên em bứng ruộng Mỹ tím thơm, hàng giống mới nha anh chị. Hiện tại của nó là nó cao từ 1m tới 1m2, nhưng mà em lấy tầm trung là từ 1m đúng luôn nha anh chị nha. Cao hơn thì em lấy cao hơn cho anh chị luôn. Anh chị kết bạn qua Zalo là 0844333799, là bên em đang bứng cây nha anh chị nha. Bữa nay em bứng ruộng Mỹ Hồng và ruộng Mỹ tím nè. Đó, ruộng cam Đài Loan luôn. Nhưng mà em không có thời gian em quay lên cho anh chị theo dõi nha. Anh chị cứ việc theo dõi bên em là Hoa Kiển Thanh An, nhớ đăng ký kênh bên em nha anh chị nha. Hoành gốc của nó là bằng ngón tay giữa của mình á, nhưng mà nó cao lên từ 1m luôn nha anh chị nha. Tàn là tàn đều luôn, hàng là rất là đẹp luôn đó. Anh chị thấy không, hàng rất đẹp. Này là Mỹ tím thơm giống mới nha anh chị, chưa có cây lớn nha. Cây lớn nhất của nó là cây này nè, tại vì hàng giống mới, người ta mới trồng thôi, không có cây bự đâu nha anh chị nha. Cái cây cái của nó không là mấy chục triệu á, chứ không có ít nha anh chị. Hàng này là bên em mới trồng được, cao 1m tới 1m mấy luôn. Nhưng mà anh chị đặt, cứ đặt hàng nha, em sẽ lựa cây tàn đều và đẹp cho anh chị luôn. Ồ, nguyên một nè, em chỉ trồng được có bao nhiêu đây thôi anh chị, chứ không có nhiều nha, tại hàng giống mới nha anh chị. Anh chị đặt hàng nào số lượng thì báo em nha. Có bán 2 cây, 10 cây có luôn anh chị. Anh chị cứ việc đặt hàng bên em là có cây nha, giao tận nhà cho anh chị luôn nha. Zalo bên em là 0844333799 nha anh chị, 0844333799. Em cảm ơn anh chị nhiều nha.